Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát lúc 8 giờ ngày 26 tháng 9 cho biết, hồi lúc 7 giờ sáng nay, bão Noru, cơn bão số 4 đang tiến mạnh vào Biển Đông. Cơn bão gây sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 14. Theo đó, hiện vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720 km về phía đông. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 210 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên từ vĩ tuyến 12,5 đến 20 độ Vĩ Bắc. Phía đông kinh tuyến 111 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ ở vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Từ trưa 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 17, sóng biển cao 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ đêm 27 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sóng biển cao 3-5 mét, vùng gần tâm bão 6-8 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết có 4 địa phương ở khu vực miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, gồm có Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.